Hồ là vị lãnh tụ đầu tiên của đất nước Việt Nam. Dù bác đã đi xa, nhưng chúng ta không bao giờ quên được hình ảnh của người. Hình ảnh đó, qua bao nhiêu lần, bác trở về thăm mái trường xưa. Thank you.
chương trình nổi tiếng hết sân cao của cục trưởng xử lý đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc tới quý vị đại biểu, quý khách quý, ban giám khảo và đại hội thi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công tốt đẹp.